ý khi nuôi chó Samoyed. Chó Samoyed phù hợp với khí hậu lạnh và thời tiết mát mẻ. Nếu nuôi chó Samoyed trong điều kiện thời tiết khô nóng thì cần phải đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc cho chó để từ chế độ ăn, nơi ở, sinh hoạt và vệ sinh để chó Samoyed được đảm bảo sống thoải mái và mạnh khỏe. Một số điều bạn cần lưu ý trong việc chăm sóc cho chó Samoyed là cần phải chuẩn bị nơi ở thoáng mát cho chó. Trong điều kiện trời nắng nóng thì bạn cần phải cho chó nằm điều hòa hoặc quạt để giúp chó không bị nóng dẫn đến bị bệnh, bị sốc nhiệt và dẫn tới nguy cơ vỡ động mạch. Chó Samoyed được rất năng động và thích vận động. Nếu chỉ ở trong nhà và không được vui chơi nhiều thì chúng sẽ trở nên thụ động và không được nhanh nhẹn. Vì vậy, nên thường xuyên cho chó đi dạo ngoài trời mỗi ngày, dẫn chó đi bộ, chạy nhảy ở vườn sân, vui chơi các trò chơi như bắt bóng, chạy theo xe để chúng được rèn luyện sức khỏe và thể chất. Và thời điểm nắng nóng thì bạn nên hạn chế cho chó vận động và bổ sung nhiều nước cho chó. Vệ sinh chăm sóc lông cho chó Samoyed. Một con chó Samoyed đẹp là phải sở hữu bộ lông mềm, mịn và lộng lẫy. Vì vậy, việc chăm sóc chó Samoyed không phải là điều dễ dàng và tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là nuôi chó Samoyed trong điều kiện khí hậu nóng. Để chăm sóc lông cho chó Samoyed, bạn cần phải chú ý thường xuyên chải lông hàng ngày cho chó để loại bỏ lông rụng và nuôi dưỡng lông bóng mượt. Kinh nghiệm chải lông cho chó là bạn chỉ nên dùng một bình xịt hơi nước, xịt qua lông rồi mới chải cho chó. Chú ý không nên xịt nhiều nước sẽ khiến lông bị vón cục lại và khó chải. Bạn dùng lược chải lông theo chiều ngược hướng lông mọc, chải từ phần đuôi lên đầu để loại bỏ những sợi lông chết. Sau đó bạn chải xuôi theo chiều lông mọc ngược, lông mọc giúp lông được bóng mượt. Không nên thường xuyên tắm cho chó Samoyed bởi bộ lông dày của chó. Nếu tắm nhiều sẽ gây tình trạng bị khô da, lông bị sơ, rụng lông và nhiều chứng bệnh khác cho lông của chó. Vì vậy, tốt nhất nên giữ cho chó được sạch sẽ, khô ráo. Chỉ tắm tối đa cho chó 1 tháng 2 lần là đủ. Nếu vào thời tiết lạnh thì có thể 1 đến 2 tháng, chỉ nên cho chó tắm 1 lần. Luôn giữ lông chó Samoyed được khô ráo, nếu không bị ẩm ướt thì nên dùng máy nếu bị ẩm ướt thì nên dùng máy sấy khô hoặc cho chó phơi nắng lông nắng nhẹ. Nếu để lông của chó Samoyed bị ẩm thì rất dễ bị nấm và các bệnh về da. Các bệnh thường gặp ở chó Samoyed cần lưu ý khi bắt đầu nuôi chó thì tất cả các chó con đều cần phải được đưa đến trạm thú y để kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh, tẩy giun sán và làm một số làm sổ khám bệnh định kỳ cho chó. Chó Samoyed và các giống chó khỏe mạnh là giống chó khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Chúng có độ tuổi sống từ 12 đến 15 năm. Tuy nhiên, chúng dễ dàng gặp các vấn đề về sức khỏe cần lưu ý là các hệ thống đường ruột, dạ dày, cơ quan tiêu hóa của chó. Samoyed rất yếu, rất dễ bệnh. Vậy vì vậy cần lưu ý đến chế độ ăn và vận động hợp lý cho chó. Chó Samoyed cũng rất dễ bị tăng cân dẫn đến tình trạng mắc các bệnh về máu và tiểu đường. Kết cấu bộ lông dày, rộng khiến chó Samoyed dễ bị ứng dạ, dị ứng da, rụng lông nếu không được bảo vệ sạch sẽ. Nếu phát hiện chó bỏ ăn, thụ động, tiêu chảy, bị rụng lông nhiều thì nên đưa đến bác sĩ thú y để được kiểm tra tình trạng sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like, comment và đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được video mới nhất của chúng tôi.